quý vị và các bạn, hôm nay thì chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đảm nhận. Thì hôm nay tôi sẽ nói với quý vị và các bạn hai điều kiện để được hưởng án treo theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hôm nay luật sư Thu sẽ đưa cho quý vị và các bạn, đây là một cái cuốn của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và tôi cho rằng từng bước tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thông qua những cái video cụ thể nhất và gần gũi nhất đến quý vị và các bạn. Tôi có một cái câu chuyện về khi mà có một cái anh bạn là luật sư của nước ngoài, người Việt Nam. Thì tôi bảo với anh rằng là anh có bao giờ dự định sẽ về Việt Nam hay không? Thì anh bảo rằng là rất là nhiều lần cũng muốn về Việt Nam, nhưng có những cái lý do anh không thể về, và những lý do tế nhị. Thôi thì cái chuyện khi ở bất cứ một vai trò nào mình cũng có thể giúp được người Việt Nam, đó là cái mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thưa quý vị và các bạn, hai điều kiện để được hưởng án treo theo tôi trong cái video này nó sẽ gồm 3 phần. Thứ nhất là tôi sẽ nói với quý vị và các bạn thế nào là án treo. Thứ hai là tôi sẽ nói về những quy định của pháp luật hình sự về án treo. Và thứ ba là văn phòng đã có những cái hồ sơ hình sự nào về án treo. Thưa quý vị và các bạn, thì mình đọc báo mình cũng thấy rằng là có một cái em học sinh phạm tội trong một cái vụ tai nạn giao thông, hoặc là một cái cô giáo vì một cái lý do nào đó lừa đảo lấy tiền nhưng không thực hiện một cái việc nào đó, sau đó thì xét về nhân thân của người đó và cô giáo này sẽ được hưởng án treo. Và đây đó rất là nhiều những cái trường hợp như một cái em gì đó bị tội trộm cắp và tòa án đã tuyên án treo, xét về tình tiết phạm tội về nhân thân như thế nào đó. Thưa quý vị và các bạn, hai cái tình tiết để được hưởng án treo là thứ nhất là khi xử phạt một cái hình phạt có mức án là không quá 3 năm. Thứ hai nữa là xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, xử phạt không quá 3 năm là như thế nào? Bây giờ tôi đơn cử nha. Tôi có một cái em chưa thành niên, em trộm. Vì gia đình khó khăn cho nên là em mới trộm cái số tiền này. Và trong cái quá trình trộm thì em sau khi phát hiện được cái hành vi này thì em đã được bồi thường lại toàn bộ cho người ta. Và đây là một cái hình thức trộm với số tiền nhỏ và được quy định trong luật là xử không quá 3 năm. Có hai cách để mình phân biệt một cái hình phạt đó là không quá 3 năm. Thì thứ nhất là mình sẽ nói là nếu mà ai đó nói là phạm tội ít nghiêm trọng thì chúng ta sẽ biết đây là không quá 3 năm. Hoặc là bây giờ người ta nói thẳng vào cái câu là phạm tội mà không quá 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, đó là những hình phạt mà tòa án tuyên không quá 3 năm. Những cái tội như tội trộm cắp tài sản, tội cướp, tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, những cái tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông thường thì nó nằm ở cái khung 1, không quá 3 năm là tội ít nghiêm trọng. Đó là cái điều kiện thứ nhất nha quý vị. Cái điều kiện thứ hai là xét nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ. Nhân thân ở đây thường thì để mà nói rõ là người phạm tội lần đầu và có cái nhiều tình tiết giảm nhẹ. Thì sẵn đây thì tôi cũng nói với quý vị và các bạn luôn, đó là nhân thân bao gồm là cá nhân người đó,
Thông thường thì khi phạm một cái tội nào đó thì trong sẽ có tàng thư mật và sẽ xác định ra cái bút lục một người nào đó có tiền án tiền sự hay không, và xem cái bút lục đó thì sẽ biết là người đó đã có tiền án hay tiền sự hay không. Và khi mà trích sao tàng thư đó mà không có tiền án tiền sự thì người đó gọi là phạm tội lần đầu nha quý vị và các bạn. Họ chưa bao giờ phạm tội là phạm tội lần đầu, nhân thân của người đó. Cái thứ hai là các tình tiết giảm nhẹ. Các tình tiết giảm nhẹ nhiều lắm quý vị và các bạn. Theo quy định thì thành khẩn khai báo là ăn năn hối cải nè, gia đình có công với cách mạng nè, bồi thường khắc phục hậu quả. Thôi thì từ từ tôi sẽ nói về từng tình tiết giảm nhẹ và một số tình tiết tăng nặng theo quy định của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên hôm nay tôi chỉ nói đến hai yếu tố để được hưởng án treo. Thứ nhất là phạm tội không quá 3 năm. Thứ hai là phạm tội lần đầu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có hộ khẩu thường trú rõ ràng thì sẽ được hưởng án treo. Thực sự ra là lý do tại sao tôi muốn giải thích cho quý vị và các bạn cái án treo này khó lắm. Vì một số người bảo chứ khi mà ra lần đầu, chị ơi, trong cái trường hợp mà con tôi giết người như vậy thì có được hưởng án treo hay không? Chị ơi, trong trường hợp mà con tôi như vậy, với một cái tình tiết như vậy thì ma túy như vậy thì có được hưởng án treo hay không? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay luật sư muốn giải thích cho quý vị và các bạn những trường hợp được hưởng án treo theo quy định điều 65 của Bộ luật hình sự. Thì điều 65 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ nói như thế nào? Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn rất chậm để quý vị và các bạn xem nhé. Điều 65 án treo: khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian được thấp từ 1 năm đến 5 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian được thấp theo quy định của luật thi hành án hình sự. Nhưng quý vị và các bạn, đọc luật thì khó, tuy nhiên thì nếu trong trường hợp người thân quý vị, người nhà quý vị, những bà con, những bạn bè quý vị phạm một cái tội nào đó theo quy định của pháp luật thì quý vị và các bạn cần cái kết luận điều tra, hoặc có thể search trên Google cái điều luật. Ví dụ tôi nói là điều lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1 chẳng hạn, hoặc tội trộm cắp tài sản, hoặc là tội cố ý gây thương tích, hoặc là những cái tội nào đó mà có cái mức hình phạt không quá 3 năm. Người phạm tội, người thân của mình á, phạm tội lần đầu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì chúng ta sẽ mong muốn và sẽ có định hướng cho những cái người gia đình, trong người thân của gia đình mình được hưởng án treo, chứ không phải là vô hình dung là cái tội nào cũng được hưởng án treo. Và cái điều cuối cùng là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn hai cái tình tiết mà văn phòng tôi có được. Thứ nhất đó là trường hợp mà tôi bào chữa một cái em sinh viên, trong cái quá trình mà đi về thì em đi chơi và em đã cùng với nhóm bạn trong một cái tội gọi là cố ý gây thương tích. Tuy nhiên thì để mà trong cái quá trình mà khởi tố điều tra và xét xử thì quý cơ quan tiến hành tố tụng đã cho em được tại ngoại để tiếp tục học hành. Và sau khi xét xử thì với những cái tình tiết nãy tôi vừa nói, phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cho nên tôi đã bào chữa cho em để em được hưởng án treo. Cái trường hợp thứ hai đó là một cái chị có con dưới 36 tháng tuổi, và chị phạm vào một cái tội gọi là cờ bạc đó quý vị. Sau đó thì văn phòng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để bảo vệ
chị để được hưởng án treo, để có điều kiện nuôi cái con nhỏ. Đó là hai trong số nhiều những cái vụ án mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đã đảm nhận để cho thân chủ của mình được hưởng án treo. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà làm hồ sơ thì cũng như những cái phương tiện nghe nhìn của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc chắc chắn có những cái thiếu sót. Kính mong quý vị và các bạn mong muốn đóng góp ý kiến hoặc có những cái vấn đề hình sự cần hỏi thì cứ mạnh dạn gửi vào những cái phương tiện thông tin của Facebook, Gmail hoặc những cái gì đó để gửi đến chúng tôi, và chúng tôi sẽ mã hóa và nhanh chóng trả lời quý vị và các bạn một cách sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn.